đậu khoan, hồi nãy xong đó ông có ngủ không ghi không luôn. Có. Được, ngon trời. Mày tiếp không? Ừ. Đó, mày tiếp đi bỏ cho mày. Bây giờ người ta đi chơi hôm người ta bo là 2 bác sĩ 5 sĩ mày đi về lắc 1 tiếng 5 3 sĩ. Thôi. Trời, có mặc áo giáp không? Mặc áo giáp thì sợ gì, không mặc áo giáp thì sợ nó nhão, có mặc áo giáp ăn thua gì. Đi. Anh mày nói anh gì kìa. Quát mày tiếp khách giùm coi. Đây nó ra ngoài thấy thấy đẹp hơn trong trong quay trong phi trong trên nha. Thiệt á, ốm đẹp á. Dạ em cảm ơn anh. Anh khen rồi đó, anh khen rồi. Dạ hồi ngồi mấy kia kêu em xấu nó đi hà mã vậy. Sao anh bảy? Đừng quan tâm mấy này. Một lát ngồi tiếp ảnh nha, đừng ngồi lộn ông Tám là không có đồng bạc. Sợ quá mày Leo à. Sao anh Tám này nha. Bây giờ sao anh Bảy? Anh Bảy đều đi, giờ đều ai tiếp ai? Mày tiếp ảnh được không? Nắm chị. Mày có mặc áo giáp không? Mày sợ cái gì? Tạo cơ hội cho kiếm tiền của con này ngủ. Ngồi với anh này chứ đừng ngồi lộn anh Tám hả? Ngồi lộn anh Tám là cá không có ăn. Anh Tám anh quần chơi sát, tàn ác mà không có 1.000 bạc. Tiếp đi, nghe lệnh Bảy đi. Thôi ông bự gì là tao xíu gì, chết luôn. Mày cứ chê ông này ông kia, lát mày ngồi chúng tay xuống ông cạp mày có sao. Bị bởi vậy, mày ngồi chúng tay xuống ông cạp mày có sọc như cái bắp. Ông cạp không? Ông cạp không? Đó mà. Tao mất sợ không? Cái gì cũng biết hả? Bữa xây hết nha, nhà mình biết chuyện gì. Gà gà đây nướng ốc rồi phụ là mình nướng gà rồi phụ mình không nướng. Kêu mấy ông bé làm đi. Ừ. Vô nằm giỏng còn phen nó giống như láo. Người ta thấy người ta bên nước ngoài về cái bày đặt nó này nó kia ha. Rẻ rồi. Người ta hỏi nhà đất xây nhiêu tiền, nói là không tỷ, nói quá trời đất. Ngon nghe hồi ông nói còn nói giấc. Ông biết rất quẹn kìa. Giả bộ cứ nói ớ. Ông Tám là bên kia cả nhà. Gì cũng ơi hết. Mà lên xe tường nhà thằng xe chưa được 50 lạng nó sẽ to thấy bà nội. Bị sao vậy? Bánh ông rồi ông bảy. Dạ thôi này. Nếu mà tao nói nếu mà kiểu như mà hàng giống như tụi mình đây, ông Tám còn lâu mới nói chuyện. Đó, ông nói đi kìa. Ông này kiếp trước ông tao nói là làm thái giám, sao? Định vua thấy ghê. Mình không biết thấy dám mình vừa đúng không? Mày. Đó, nghe không? Không? Ủa, ông Bảy? Sao mà ổng nói chuyện với ông kia mà ông kia quay mặt ở chỗ khác không vậy? Ông kia bất mãn á, ông kia thấy thấy giận tào lao rồi. Không đúng xỉa đó. Nãy cái đoàn này đi mà có mấy đứa gái nữa, tao nói là mẹ ông còn ngủ còn dữ nữa. Ý là nó là người lớn không á, có mấy đứa con gái mà trẻ đó ha, chân dài ha. Tao nói mày ông Tám ăn mặc chỉnh tề đàng hoàng cũng qua đây bắt đầu mày thấy mày coi ông xạo xạo ghê không. Sao mà anh Bảy gành ông Tám gì vậy? Trời ơi, con lé mà. Con lé vậy lé mà sao lại. Nhậu chung hoài mà. Nổ nó không. Chị chỉ ra đỏ không? Gia bộ chỉ ừ. Đó của tôi tới đó. Đó của tôi đó. Thật ra có 1 miếng đất. miếng đất của cỡ nào? Miếng đất về. Có miếng mà. Chị nước à? Nói chuyện với mấy người có tiền lúc nào mặt cũng cười mày. Mặt cơ à. Còn nói với diễn mình đủ cẩu mày. Diễn người có tiền cười. À.
Bây giờ nói chuyện mình còn chửi không à? Ờ, chửi mình không? Không. Bà Tám. Sao bà Tám? Còn bà Tám sao? Bà Tám thì không nói chuyện ta mà chuẩn bị mồi màng rồi. Bà Tám được, bà Tám chu đáo. Bà Tám được. Bà này xấu khổ, bà này trước sau dùng Tám cũng bỏ. Gì bà Tám? Nói xấu tôi cái gì vậy? Nướng không nướng, nói xấu tôi cái gì vậy? Nói chị Tám giỏi, chị Tám làm mồi màng rồi chứ. Không, không phải vậy, không phải vậy. Không, thấy ba, cậu Bảy khen bà Tám là chu đáo, khách tới tiếp chu đáo. Rồi khen, rồi khen ông Tám nữa kìa. Ông Tám gì? Ông Tám người không hả? Không có đâu. Khen, cậu Bảy khen ông Tám kêu là ông Tám biết cách tiếp khách á, nói chuyện có ok. Trời. Thiệt. Đó lỗ mũi à. Thiệt mà. Nhìn tướng cũng ngồi muốn xin tiền nói mẹ đi. Không bị mà kiểu không thấy chưa đủ bo. Sao anh Bảy? Cái tướng ông Tám sao anh Bảy? Dạ, cái đầu ngồi cái ngoài hết nha. Đó đó đó, ok kìa, ông kêu rồi. Nói gì vậy? Cái gì cũng biết hết. Bây giờ phải gặp mấy người sang sang là nói chuyện cái gì cũng biết hết. Chừng có Tám nghe. Chừng có Tám nghe chết. Đó mày đi kìa. Bắt đầu cũng ngồi suy nghĩ, ông nói xạo tiếp rồi. Mà nói chuyện với tụi mình là lúc nào ông cũng chửi không à? Nói chuyện với mấy người sang sang là ông cười không? Thôi mẹ, thôi, em thấy ông nhìn mình mẹ. Thôi bỏ đi, đừng nói nữa mẹ. Được rồi, như đó được rồi. Được rồi. Má, nói xấu mà nói quá trời. Để ông phát hiện ông quýnh đầu thai á. Ông cười nữa kìa. Nữa, nói nữa. Tao tính không nổi mà tao thấy ông cười khắc. Tao thấy nổi máu, nóng máu rồi. Cười nữa kìa. Ê, cậu mà, nãy có ông đó, ông có ngủ không ghi ông đúng không? Đó. Được, ngon trời. Mày tiếp không? Đó mày tiếp đi bo cho mày. Bây giờ cho tao đi theo hôm nay tao bo là 2 bác sĩ, 5 sĩ. Mày đi về lát kiếm 5 bác sĩ. Trời, có mặc áo giáp không? Mặc áo giáp thì sợ gì? Không mặc áo giáp thì sợ nó nhão. Có mặc áo giáp ăn thua gì? Đi. Lâu lâu mới có kèo. Đúng không? Lâu lâu mới có kèo thôi. Không, không làm đâu. Có kèo này anh Bảy nói anh gì nè. Anh Bảy. Anh Bảy nói anh gì kìa. Lát mày tiếp khách dùm coi. Đây nó ra ngoài thấy rất đẹp anh trong quay trong phim trong quan trên nha. Thiệt á, ốm đẹp á. Dạ em cảm ơn anh. Anh khen rồi đó, anh khen rồi. Dạ ngồi mấy kia kêu em xấu nó đi hà mã vậy. Sao anh Bảy? Đừng có quan tâm mấy này. Một lát ngồi tiếp ảnh nha, đừng ngồi lộn ông Tám là không có đồng bạc. Má sợ quá mày lên rồi. Sao anh Tám này nha. Bây giờ sao anh Bảy? Anh Bảy đều đi, giờ đều ai tiếp ai? Đi tiếp ảnh được không? Nắm chị. Mày có mặc áo giáp không? Mày sợ cái gì? Tạo cơ hội cho kiếm tiền của con này ngủ. Muốn áo giáp áo mưa luôn. Áo giáp áo mưa. Cho chắc ăn phải không? Anh Bảy, ngồi với anh này chứ đừng ngồi lộn anh Tám hả? Ngồi lộn anh Tám là cá không có ăn. Anh Tám anh quần chơi sát tàn ác mà không có ngàn bạc. Ủa, thôi được rồi Bảy, đừng nói xấu anh Tám nữa Bảy. Quá hổ nghe em chửi thấy mẹ luôn á. Thôi tắt đi. Gì nữa? Nói nữa. Nhưng mà cái clip này mà đăng lên á là mày qua bên ông Tám là mày tắt cái tivi không, đừng cho ông thấy nha. giống như bữa đó là cái clip mình cho anh Mao á mà không cho biết luôn, ông biết ông chửi tao chết á. Ừ. Bên máy ổng là mày ẩn luôn, mày ẩn cái clip này luôn, đừng cho ông thấy nha. Ẩn luôn không? Vậy đập mẹ tivi khổ thôi. Lò tranh thủ đi tiếp anh kia đi kìa. Đi. Tiếp ông kia đi. Tiếp lộn Tám nữa. Ủa, chứ đâu.
tiếp đi, nghe lại bảy đi. Tôi ngọng bự gì là tao xíu gì chết luôn. Mày cứ chê ông này kia đó, mày ngồi chúng tay xuống cạp mày có sọc. Ủa bởi vậy mày ngồi chúng tay xuống cạp mày có sọc như cái bắp. Thôi được rồi bảy, được như vậy được rồi, em tắt anh bảy nói sâu quá không nghe. Giờ ông ngồi ông dậm á. Nữa nói gì nữa. Tao tính ngưng mà tao thấy ông Tám nó ngồi dậm bà đó hoài. Ông địa bà đó hoài kìa. Tại bà đó đẹp á. Không, cái gu bà đó như gu ổng vậy. Ông ăn ngồi đi. Kìa ông tả hay ông nói chuyện bà ông tả vậy nè. Tự nói chuyện gì. Chắc ông chán bà tả rồi nè. Thôi được rồi, đừng nói xong vậy, em tắt nha anh.